Hội Người Khuyết Tật Tỉnh phối hợp với tổ chức Mentorship International vừa tổ chức buổi truyền thông phòng chống thiên tai cho người bị khuyết tật câm điếc của hai xã Cam Hiếu và Cam Thủy, huyện Cam Lộ. Tại buổi truyền thông, gần 20 người bị khuyết tật câm điếc của hai xã Cam Hiếu và Cam Thủy được các giảng viên đến từ câu lạc bộ câm điếc thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng hướng dẫn để nhận biết những tình huống nguy hiểm do thiên tai gây ra, kỹ năng ứng phó trong các tình huống thông qua hình ảnh, tình huống và ngôn ngữ ký hiệu của người câm điếc. Được biết, hai xã Cam Thủy và Cam Hiếu là địa phương thường xuyên bị ngập lụt của huyện Cam Lộ. Vì vậy, đây là phương pháp truyền thông mới, hữu hiệu giúp cho người khuyết tật nói chung và người câm điếc nói riêng nâng cao nhận thức, năng lực, khả năng tự ứng phó để giảm thiểu tình trạng bị tổn thương khi có thiên tai xảy ra. Đồng thời giúp họ được hòa nhập trong giảm thiểu rủi ro thiên tai và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.